Xin chào và rất vui được gặp lại các bác trên kênh youtube của đồng hồ Quang Lâm Ngày hôm nay bên em sẽ trên tay với các bác một mẫu đồng hồ rất đẹp đến từ thương hiệu của Seiko Đây là một chiếc Seiko hàng mới Và được ra mắt vào mùng 7 tháng 10 năm 2023 Thuộc bộ sưu tập Preset Japan Garden con này thì nó sẽ về kèm với đầy đủ cái bộ hộp sổ thẻ và bảo hành đi kèm đây là một chiếc khá là đẹp mới được mở bán chính thức vào mùng 7 tháng 10 năm 2023 các bác nhé và hiện tại thì bên em đang có một chiếc để review trên tay với các bác chiếc này ở thời điểm nó mới cho ra mắt thì nó khá là hot và giá hiện tại thì nó cũng đã giảm nhiệt đi một chút rồi thì bên em săn về với các bác một chiếc để review một chiếc Seiko Preset khá là đẹp và xe này có mã là SARI238 với cái giá niêm yết bán lẻ đề xuất của nó là 81.400 biên thì nó tương đương khoảng tầm 15 đến 16 triệu loanh quanh khoảng 15 16 triệu hàng mới thì cái này của em là hàng mới nguyên nhé Đó. được kính xe mặt của nó là 41,8 và độ dày đây em có là khoảng 12,4 lắc tu lắc của trên chiếc này nó là 48 mm thì nó sẽ dành cho những anh em mà có cột tay vừa và tay to khoảng tầm từ 16 như thế này là khoảng tầm từ 16 trở lên thì chúng ta mới bắt đầu đeo vừa và đẹp được Và mặt của nó màu uh, trên này màu vàng chanh đó với 12 bộ cọc số đính nổi và bộ kim lá liễu 12 bộ cọc số ở đây sử dụng là, là cọc số la mã và cọc số index sẽ lẫn vào với nhau và chúng ta sẽ có được là logo của Seco ở bên góc 3 giờ đóng chữ preset này automatic này ở dưới góc 6 giờ và made in Japan kèm tên bộ máy sử dụng ở trên chiếc này nó là máy 4R39 ở bên góc 9 giờ thì các bác sẽ có một cái ô cửa sổ open hết dạng hình bán nguyệt và góc 10 giờ của chúng ta thì sẽ là ô sắp đây, giờ 24 tiếng chỉ báo giờ ngày giờ đêm Đó. Made in Japan và tên bộ máy này kính sapphire nhé cái vân mặt của nó thì một phần một phần ba của nó thì sẽ là cái dạng gọi là vân săn bớt tia còn bên này thì nó sẽ hai phần ba còn lại được đánh các cái thứ luống rất là đều và nó sẽ có cái màu vàng chanh nhạt một chút viền được sẽ đề mi vàng này núm chỉnh giờ ở góc 3 giờ thì sẽ có logo chữ S của Seiko và cũng được mạng VVD màu vàng đi kèm với chiếc đồng hồ này các bác sẽ có một bộ dây 5 chỉ với ba chỉ hoàn thiện xước màu thép bạc và hai chỉ được đề mi vàng mạ PVD màu vàng và khóa sẽ là khóa gập hai bên vào và dấu khóa nhé mặt trong rất là thanh lịch cái dòng này thì nó thiết kế với kiểu dáng là thanh lịch đằng sau đây các bác sẽ có các cái thông số cơ bản như là độ chống nước cơ bản đi mưa rửa tay tắm bơi hoa sen hàng ngày là hoàn toàn thoải mái chỉ có hạn chế đi bơi lội thôi thân thép không dỉ máy 4R39 bản nội địa Nhật made in Japan Bộ máy này thì sẽ có 24 chân kính, 21.600 tần số dao động và chiếc này là 41 giờ tích cót tối đa. Có đầy đủ cả hỗ trợ cót tay và có cả dừng kim dây khi mà chúng ta rút nút chỉnh giờ. À, 4 r thì chúng ta dùng cũng hoàn toàn thoải mái rồi. Kính ở trên này sử dụng là kính sapphire cong, kính sapphire cong kép nhé các bạn nhé. Đó. Nó sẽ đắt hơn kính sapphire phẳng khá là nhiều. Nếu như mà cần thay sang dây da thì đầu trên này là 20 và dây khóa các bác có thể sử dụng là khóa 18. Như thế này thì các bác có thể phối với một chiếc dây da nâu thì hoàn toàn là đẹp. Đó. Con này là dây 20 18 và em sẽ ướm thử ở trên cổ tay 17 của em chiếc này. Một chiếc mặt màu vàng chanh rất đẹp của Seiko, lên tay khá là sáng khi nó được sử dụng bộ khung vỏ để mi vàng một chút. Với sai mặt đường kính là 41,5 và sử dụng kính sapphire, máy cơ tự động 4R39 thì nó sẽ phù hợp cho bác nào mà thích những chiếc thanh lịch như thế này ở trên cổ tay đeo lên tay khá là sáng Đó. và giá hiện tại của chiếc này về đến tay các bác hiện tại thì đồng Quang lâm đang có một chiếc nhé chiếc này là 9 triệu 650 nghìn và mã là 8048 8048 9 triệu 650 à, các bác nào mà đang quan tâm về yêu thích chiếc này thì có thể đặt hàng ngay trực tiếp tại website đồng ngũ quang lâm.com với mã là 8048 và giá là 9 triệu 650 nghìn. Hoặc là còn có thể liên hệ đến bên em theo các đầu số như là hotline 0834 69 6699 hoặc số 0915 559 883 hoặc số mới bổ sung ở bên dưới này là 091 846 9999 hoặc là chúng ta có thể bớt chút thời gian qua trực tiếp tại số 23 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội để lên tay trực tiếp những mẫu đồng hồ này. Và đầu hồ Quang Lâm cũng xin được chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video của ngày hôm nay và xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.